Em đang còn rất ngoan. Âu yếm không đôi má em ơi. Em khen yếm. Đi học về nha con, đi học về. Âu yếm. Con đôi má em. Âu yếm nha. Mẹ Âu Yếm, ôm Âu Yếm con. Sao? Con rất ngoan. Mẹ Âu Yếm. Mẹ Âu Yếm con, mẹ Âu Yếm nhờ. Sao con? Xem gì? Tắt rồi á? Ừ. Tắt rồi à? Con bật đi. Giờ đấy. Đi học về. Mẹ Âu Yếm. Âu Yếm đôi má em. Ui giời. Em là nhà sao cho mẹ. Mà em khen rất ngoan. Âu Yếm. Con giơ tay chào nè. Đi đâu đây?